Dạ, sau đây xin mời các bạn nghe bài viết Trèm trèm phù sa của Nguyễn Tấn Hưng. Thắng thân mến, lâu quá rồi bọn mình không gặp lại nhau, gần cả năm hơn kể từ ngày ra tàu lớn. Tao nghĩ mày đã rời tuần dương hạm Vân Đồn Hải quân 6 rồi phải không? Chẳng còn hộ tống những đoàn convoy đi Nam Văn. Còn thằng Thành chắc cũng đã rời tuần dương hạm Chí Linh Hải quân 11 để đảm nhận chức vụ mới. Nói chung là bọn mình đã từ lâu được đổi lên bờ. Những duyên đoàn dọc theo duyên hải hay những gian đoàn trong vùng sông ngòi kinh rạch, phần tao cũng vậy. Sau hơn 2 năm hải hành dư ngày tháng để lãnh hải vụ bội tinh, tao được, hay đúng hơn là bị, đổi về làm chỉ huy phó gian đoàn 71 thủy bộ. Hy vọng số phận của tụi mày dễ thở hơn, chứ riêng tao từ ngày về thủy bộ, chu mẹt ơi, mệt nghỉ mậy, đụng trận liên miên, tính mạng như chỉ mành treo chuông thiệt đó mày ơi, để tao kể sơ sơ chuyện hành quân sống chết cho mày nghe. Vầng thái dương từ từ ló dạng phía sau rặng cây cao, những cây dừa lão lơ thơ rủ lá phất phơ trong gió ngó xuống cánh rừng tràm âm u tĩnh mịch ngút ngàn. Những tia nắng hồng thắm ấm áp đầu ngày đang cố gắng xuyên thủng lớp sương mù nhàn nhạt màu sữa tươi, đóng dày đặc theo bờ kênh, lềnh bềnh trôi trên mặt nước, một khoảng trống giữa dòng đục ngầu phù sa, vẽ lên một vệt vàng thẳng tắp về phía xa xa, lẫn lộn trong đó những điểm chấm phá của những dề lục bình xanh đen đang lầm lũi làm những cuộc hành trình lang thang vô định. Mùi hoa tràm vào dịp đang xuân thoang thoảng bay trong gió sớm ngọt ngào quyến rũ, thỉnh thoảng một con vạc ăn đêm muộn màng vỗ cánh tung bay về tổ cũ, mong tìm giấc ngủ bình yên, tiếng kêu thảng thốt lạc hồn nghe buồn thúi ruột. Đoàn tàu đang chậm chậm lướt qua cây cầu Duyên, đúng là cây cầu ván đóng đinh đầu tiên, rồi lần lượt sẽ đến cây cầu nợ, cầu vợ, cầu chồng, cầu cái, cầu con. Những cây cầu không tên bắc qua những con rạch đổ vào kênh Trèm Trẻm trong vùng Miệt Thứ, đã do nhân viên chiến đỉnh gọi như vậy ngõ hầu dễ dàng định vị trí, triết rồi quen, mà chẳng biết tên thật của nó là gì. Thường thì tới khoảng cầu vợ, cầu chồng thì sẽ có đụng lai trai, nhưng xuống tới cầu cái là 10 lần như một sẽ nổ lớn. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ mới trong tháng qua, đoàn tàu yểm trợ bộ binh tiến chiếm căn cứ hỏa lực Trạng Đông của Việt Cộng đã bị tấn công dữ dội. Chẳng ai lạ gì sự hiện diện của căn cứ hỏa lực này, kể cả các căn cứ hỏa lực Hòa Bình, Biển Nhị nối tiếp theo. Chỉ có điều là tất cả đều nằm trong vùng hầu như hoàn toàn do địch kiểm soát nên khó tiêu diệt. Cơ sở đồn trú chắc chắn không khác gì những căn cứ hỏa lực của quân ta, cũng hầm trú ẩn và giao thông hào. Có lẽ chỉ khác chăng là những ổ chứa súng kiên cố nằm phủ dưới tàn cây bóng mát, để khi bắn xong thì kéo súng vào trong, đề phòng phi cơ ta khám phá bay đến oanh tạc. Lần đó kể ra phải nói đúng là ba mặt giáp công, có nghĩa là B-40, B-41 thuộc từ hai bên bờ kinh và đạn súng cối từ trên trời rơi xuống. Lính biển tiếp cận chiến trường vùng này đều rành quá về thế đánh của Việt Cộng. Sát bờ thì có bọn du kích đặc công chuyên sử dụng B-40, B-41 nằm trong những ụ núp kiên cố, đắp gần mấy bụi tre già hay gốc quao to. Bên trên có thả mấy lớp dừa tròn nguyên cây phủ đất. Mặt tiền làm sẵn lỗ châu mai giống như những lỗ châu mai của các lô cốt đồn bót nghĩa quân, địa phương quân. Xa bên trong một chút là những ổ súng máy đại liên, thường đặt trên những mô đất cao, có khi liều mạng đặt cao hơn một chút ở các ngọn gia, đọt dừa chẳng hạn. Rồi xa hơn nữa là những khẩu súng cối 82 ly nằm sâu trong rừng rậm. Các chiến đỉnh của ta có điểm bất lợi là kẹt mấy hàng đáy, không làm sao chạy thênh thang giữa dòng được. Lỡ chạy gần kia là rủi chân, vịt cuốn lưới, cắt lưới, nếu tàu không tắt máy, rồi dân chúng thưa ra tòa án quân sự. Từ chết tới bị thương nếu dân chúng được đỡ đầu bởi mấy ông cha chánh xứ họ đạo, mà đi cạnh bờ thì kể như thí mạng cùi, hên xui may rủi vậy thôi. Việt Cộng chỉ cần căng sợi dây cáp ngầm là tàu ta cứ theo dây mà chạy thẳng vô bờ, không có mình đặt sẵn thì cũng bị phục kích, khó thoát. Còn bọn chúng muốn xài sang thì thả mìn 500 tại chỗ, chìm ngầm trong nước cũng chẳng sai chỉ đi đằng nào.
Kỳ vừa rồi thì cũng khoảng giữa cầu cái và cầu con, việc cộng dồn hết lực lượng tấn công đoàn tàu B-41, B-40 đâu mà nhiều quá, có chiếc trúng cả chục trái luôn, bốc cháy mù trời. Nhưng có chiếc nhờ dàn lưới chống B-40, B-41 nên đầu đạn dẫu có chui vào cũng còn kẹt cái đuôi, lửa đỏ xung quanh tàu mà bên trong không hề hấn gì. Tuy nhiên lại có chiếc nổ tung gãy làm đôi vì trúng loại mình lớn. Đạn súng cối rơi như mưa bất, tưởng như phủ trùm hết các đoạn kinh, không ngừng nghỉ. Những cột nước dâng cao đồng loạt, tưởng chừng dưới mặt nước có nguyên bầy cá ong. Hết chiếc bên bờ này đến chiếc bên bờ kia, chiến đỉnh trúng đạn quay mòng mòng. Phải sử dụng phóng lựu dây, M79 dây thay cho đại liên, nhỏ xuống đầu bọn nằm trong ổ bắn B-40, B-41. Làm sao cho bọn nó không ngóc đầu lên được mới mong cứu nổi mấy con cá bị thương. Đó là phải nói trên trời đã có những chiếc A-37 thả bom napalm lửa cháy ngọp trời, sức nổ tung cả bùng non lên đầu. Đến lúc hải quân ta ủi bãi càng quét thì mấy tên tử thủ B-40 cũng đã theo các địa đạo giao thông hào, đào thành hình chữ chi chạy tuốt vào trong sâu. Cũng chẳng phải dễ dàng thanh toán bọn này đâu, nếu chưa triệt hạ mấy khẩu súng máy đại liên phía bên trong. Trước khi cắm mũi ủi bãi phải làm cỏ bọn đâm sau lưng này thì mới mong an toàn trên xa lộ khi đổ quân lên bờ. Thấy bọn nó trớt lại từ ngọn dừa, đọt da như sung rụng ấy vậy mà lâu lâu cũng còn bị vài tên lì lợm lãng vãng bắn xẻ AK-47. Chát chát chát, kết quả đại khái thì cũng vài tên bỏ mạng trong ổ bắn B-40, B-41 và hiển nhiên vũ khí đạn dược chưa sử dụng kịp bị tịch thu vô số kể. Ngẫm nghĩ lại giữa cảnh bom đạn chết chóc, tình cảm con người dường như cũng phai lạc, chết dần chết mòn theo, quen rồi với những cái xác vô hồn không toàn vẹn, quen rồi với những bạn và địch đã nằm xuống, làm xong nhiệm vụ những người trai thời chiến, tất cả rồi sẽ trở về với cát bụi, nơi đó không còn thù hận, yêu thương, phê phán, khen chê. Chiến tranh đã làm cho con người sống với những giây phút riêng tư, những suy nghĩ cá nhân trở nên bất chợt. Lúc mất, lúc còn, chập chờn như những giấc mơ trong thế giới vô hình nào đó. Chẳng ai không có một mái ấm gia đình ở hậu phương. Chẳng ai không có ông bà, cha mẹ, bạn bè và người thân. Chẳng ai không có một người yêu, một người tình. Tần nghĩ đến Phương Loan ở Mỹ Tho, cũng như Thắng nghĩ đến Hoàng Kim ở cư xá Lữ Gia, hay Thành nghĩ đến Kim Oanh ở Cần Thơ, với những triều mến dấu yêu. Song, đó chỉ là bến chính. Lính thủy thường có nhiều bến đậu khác do hoàn cảnh đẩy đưa, vì lần vừa rồi đám cúng miễu bà chúa chè bên kia sông, sông cái lớn, bỗng dưng có người tìm đến tàu đang ủi bãi nghỉ ngơi cạnh một bên miễu thông báo. Mấy anh ơi, bà chúa đang nhập đồng kêu em ra đây thỉnh ông quan to vô cho bà hỏi việc. Đám nhân viên ngơ ngác quay lại nhìn Tần làm chàng rất đổi ngạc nhiên. Tại sao bà biết quan to có mặt trên chiếc chiến đỉnh này? Thêm một ngạc nhiên lớn nữa là cô em đến mời sao mà xinh ơi là xinh. Bộ đồ bà ba nâu, quần đen lèn xèn của dân quê không che giấu được vẻ diễm kiều ngây thơ của cô gái miền bưng biển ruộng rẫy. Nhưng nước da trắng mát, tóc dài buông lửng chấm ngang vai. Ôm khuôn mặt trái xoan bầu bỉnh, đường chân mày hình vòng cung tự nhiên đậm nét trên vầng trán thông minh. Sống mũi thon gọn ngó xuống đôi môi chúm chím mọng đỏ như son. Tuy trong lòng vẫn dè dặt về vấn đề cán bộ đặc công việc cộng thường hay dò la móc nối các sĩ quan, Tần cũng lận khẩu con 45 dưới áo bước lên bờ vờ hỏi. À, chẳng hay cô nói thiệt hay nói chơi vậy? Em nói thiệt mà, bà linh lắm. Anh hên đó nên bà mới để ý mà kêu anh lên gặp mặt. Trời đất, không quen gì hết mà tự nhiên gọi anh xưng em ngọt liệm, còn kèm theo nụ cười duyên dáng, ngây ngô lộ hầm trăng trắng điều như bắp. Tần hỏi tới, cô tên gì? Dạ, em tên Bé Tư. Nhà em ở đâu? Cô gái đưa tay chỉ về phía vườn ruộng xa xa. Dạ, ở phía đằng kia kìa, gần xóm đáy. Thôi, anh theo em đi lại đằng miếu lẹ lẹ lên đi, để bà chờ lâu quá, bà quở. Chu chùa con nhỏ ăn nói có duyên ớn, lại còn liếc xéo, cộng thêm cái bộ điệu lẫy đương ngốn ngoa ngốn nguẩy sao mà dễ thương lạ. Chẳng đặng đừng Tần nối theo bước Bé Tư về nơi làm lễ cúng miễu, bà phán đại để. Cuộc đời cậu đi làm ăn xa có quý nhân phù hộ cho nên sẽ được an toàn rời khỏi nơi đây 6-7 tháng sau.
tự thân nên làm lành lánh dữ thì bà sẽ độ cho. Bà độ đâu chưa biết vì là chuyện tương lai, nhưng chuyện trước mắt là từ buổi chiều hôm đó Tần đâm ra tương tư con bé Tư dễ nhìn dễ mến kia. Chàng thường xuyên kiếm cớ cho Tàu ghé lại một bên miễu để hy vọng được gặp lại người đẹp một lần, thật bất chợt như lần đầu. Nhưng đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn bóng chim tâm cá bằng bạc âm hao. Khuôn viên miễu bà trong những ngày không lễ lộc có vẻ hoang tàn, âm u, hiu hắt buồn. Và duy nhất chỉ một lần chàng bảo dạng lãng lặng dẫn thân đến miếu đốt nhang khấn vái. Thật ra không phải nhờ bà ra oai cho gặp người tình nhỏ yêu dấu một chiều, mà âm thầm cầu nguyện bà phò hộ chàng tai qua nạn khỏi sớm rời bỏ vùng đất nặc mùi thuốc súng âm thịnh dương suy này. Chuyện tin vào dĩ đoan tướng số của các nhà lãnh đạo, tướng tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là không có, cũng không phải là chuyện luận bàn trong lúc trà dư tửu hậu. Ngay cả Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có các thầy tướng xấu phong thủy địa trạch riêng. Đối với hải quân, những vị tư lệnh vùng cũng không thoát khỏi những thông lệ này. Nhiều khi chỉ là đổi một trạm gác từ bên này sang bên kia hay gỡ bản hiệu bộ tư lệnh cất đi. Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay trước mắt Tần, những lệnh lạc của các chỉ huy trưởng chấm của lực lượng đặc nhiệm thủy bộ tại vùng cũng đầy huyền thoại. Bộ chỉ huy chấm 1 thường viết gọn là đơn vị 211.1 đồng trú tại căn cứ Xẻo Rô. Chỉ huy trưởng tiền nhiệm họ Nồng, có thể đọc trại từ chữ Nùng, hậu duệ của Nùng Trí Cao cũng nên. Ông này sợ rắn, lệnh ban ra cho nhân viên là ai giết một con rắn thì bị 8 trọng cấm. Chỉ huy trưởng đương nhiệm họ Bửu, thuộc dòng dõi hoàng tộc, Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh, như vậy là một trong những ông chú của vua Bảo Đại, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông này lại kỹ rích, lệnh ban hành cho nhân viên cũng không khác gì mấy, ai giết một con rích thì lãnh 8 củ. Mà cái xứ rừng rú U Minh này kể cũng lạ đời, trắng rích đâu mà nhiều quá, ngồi đánh domino quanh chiếc bàn con hay khòm lưng lẳng quẩn quanh bàn pizza, thỉnh thoảng dòm xuống chân hay ngó xéo trên kèo nhà, lại thấy một con rích đỏ rắn đen thông dong lui tới. Lính Tàu đánh giặc thâm niên thì Việt Cộng còn không sợ huống hồ gì sợ rắn với rích. Chỉ mỗi mình chỉ huy trưởng sợ thôi mới là quái dị. Mà không sợ cũng không được, vì mỗi khi mấy ổng thấy rắn hay rích bị giết thì lúc đêm về, 10 lần như một căn cứ bị Việt Cộng pháo kích. Bởi vậy cho nên, kể cũng là một lý do chính đáng để tin vào tướng số dị đoan, Tần nghĩ. Lại chuyện gần đây hơn nữa. Chỉ mấy ngày qua thôi, tuần như có điềm lạ, Tần than thầm, đêm nào cũng vậy, cứ nghe chim cú kêu mãi. Đám thủy thủ canh gác thỉnh thoảng trẹt một tràng M16 xua đuổi nó đi, hoặc có đứa nóng lòng bắn luôn cả phóng lựu M79 định giết tại chỗ mà trốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Cứ bay đi đâu đó một hồi, rồi thì cũng bay trở lại, đến nỗi trung sĩ nhất 8 Trần Văn 8, thuyền trưởng của chiếc Tango báo cáo. Chỉ huy phó có để ý gì không? Vòng vòng đây có con chim cú bắn hoài không chết. Tôi nghi quá chỉ huy phó. Tần cũng nghi lắm nhưng phải trấn an binh sĩ thuộc quyền. Mấy anh ra trận mà còn bày đặt tin dị đoan nữa hả? Chỗ nào lại không có chim cú? 8 từ tốn. Đành gần chỗ nào cũng có chim cú nhưng ít khi nó kêu gồng gã mấy ngày liền mà hình như nó chỉ muốn kêu ngay trước mũi tàu của mình mới là lạ. Cái thằng làm Tần thêm lo. Ông chỉ huy trưởng mới đổi về tên Thuận, trên Tần 4 khóa nhát như cái. Ngay cả chuyện lương phiên đi hành quân tuần tiểu, ông cũng lựa những chỗ không ngặt lắm mà dành đi. Viện cớ cần thời gian học hỏi kinh nghiệm chiến trường. Nhưng theo Tần nghĩ, có lẽ tướng của ổng là tướng sát quân, lần nào đi cũng đụng. Nhân viên lớp chết lớp bị thương chẳng khi nào không tì vết sức mẻ. Số của Tần thì có phần ngược lại. Đi vào những chỗ phải nói là toàn hiểm địa, nhưng dẫu có đụng đi nữa cũng chẳng hề hấn gì, bảo toàn lực lượng, nhất là mạng sống đoàn viên. Tuy nhiên, đi đêm sợ có ngày gặp ma, chẳng lẽ đến phiên mình nên con chim cú ngầm báo trước, lại đúng phiên chỉ huy trưởng ở nhà. Cuộc hành quân phối hợp giữa hai giang đoàn 70 và 71 thủy bộ, mỗi giang đoàn đưa đi gần một nửa quân số. Chiến định yểm trợ bộ binh tiến chiếm căn cứ hỏa lực Trạng Đông của Việt Cộng lần thứ 2. Bên quân vận cũng biệt phái một chiếc LCU chở quân dụng đạn dược.
cố xua đuổi những ý nghĩ chết chóc trong đầu. Tần buộc miệng nạt vội đàn em: mạng thằng nào cũng một viên đạn thôi, sao mà anh lo quá. Lại một câu nói chót lưỡi đầu môi của mọi người, không riêng gì đoàn viên binh sĩ mà luôn cả những sĩ quan thủy bộ. Cái kết luận không phải bi quan mà là thực tế không khác gì nhau của những ai đang tham dự những cuộc hành quân kéo dài hầu như vô định. Nhiều lúc Tần cảm nhận được những gian truân khổ ải của nhân viên thuộc quyền là có thật. Cuộc sống bấp bênh trôi nổi bồng bềnh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến ở ngày mai, đêm ngày ăn ngủ không yên. Đang mơ mơ màng màng chợp mắt thì một quả MK3 chống đặc công nổ tung, ầm, làm tỉnh giấc. Không kể những tràng M16 của lính gác tác xạ vào những điểm nghi ngờ, rốt cuộc rồi quan cũng như lính không ai dám ngủ dưới hầm tàu, phải dăn mùng ngủ trên bon, trên sàn giả chiến gần mấy ổ súng. Một khi đã từng chứng kiến những cái xác chết thê thảm không toàn thay vì sức mìn tống bẹp dí lên trần, đêm về còn đỡ đỡ, ban ngày thì nóng như điên trong chiếc hộp bằng sắt thép, thèm một máy tranh trong tàn cây bóng mát giữa trưa hè. Chuyện ăn uống cũng kham khổ không kém, ngoài lương khô thịt hộp ration C ăn cầm chừng, tiền lính nào đã đủ đâu vào đâu. Mười mấy ngàn một tháng cho lương thủy thủ mà một tô phở đã 500-700 rồi, không đủ tiền ăn phở mỗi sáng thì tìm đâu ra tiền để gửi về nuôi vợ con. Đối với những người có gia đình ở hậu phương, nhiều lúc chỉ là mắm tôm cà pháo với dĩa rau muống luộc hay là một bát canh tập tàng với đủ thứ rau hái vội trên bờ với một mớ tép trang. Tần vẫn ăn chung với nhân viên chiến đỉnh, tàu này sang tàu khác. Như một thông lệ bất thành văn, hệ có mặt chỉ huy phó là tổng khẩu trên tàu mang thêm đũa chén vậy thôi. Trong hoàn cảnh chật vật đó, cũng như tất cả các sĩ quan khác, Tần không bao giờ đòi hỏi món ngon vật lạ. Hòa hoàng những lần tẩu đãi như cuối tuần vừa rồi, chẳng biết Tám và nhân viên Tùng Đỉnh đã đào đâu ra ven bờ hai hang chuột, bắt về hơn những 50 con. Ông bà, cha mẹ, nội ngoại, con cháu chắc gì đều cũng bị bắt hết, quay chảo hết. Riêng cho Tần hai con vàng lồm và sĩ đế đã là một bữa tiệc lý tưởng có một không hai trong đời binh nghiệp. Chính trong cảnh đói khổ đó mà tính mạng lại cầm bằng như cỏ rác. Mạng thằng nào cũng một viên đạn thôi, như Tần vừa nói. Cho nên chuyện nhân viên bỏ tàu đào ngũ cũng là chuyện thường tình. Nhiều chiến đỉnh cấp số 5-6 nhân viên chỉ còn có 2-3 đứa. Thủy bộ là 1, ngăn chặn là 2. Tận cùng bằng số bị đì của hải quân thì còn đầy đi đâu được nữa. Thủy bộ đi trước, ngăn chặn đi sau. Số phận như nhau, thằng nào cũng xí lắc léo. Câu nói đã trở thành câu đồng dao. Có lẽ chính vì vậy mà để cứu vãn tình thế, Tư lệnh lực lượng thủy bộ Đô đốc Hoàng Cơ Minh đã ra lệnh: hễ ai đi hành quân liên tục trong vòng một tháng thì sẽ được một tuần lễ và hai ngày đường đi bờ, kể cũng đỡ cho căn phần hẩm hiu ăn gửi ở nhà nơi rừng trú. Mặt trời đã lên cao, bầu trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây, màn sương tan loãng đi nhường lại cho cái phong cảnh thường nhật hàng ngày. Tưởng chừng như rất quen thuộc ngay cả với những kẻ mới tới sống tạm một vài tuần, bóng nắng che khuất bởi hàng lau lách, cỏ dại ven bờ cũng thu nhỏ lại, cơn gió nhẹ thoảng qua, cành lá lao sao lấp lánh, thỉnh thoảng hiện ra một bến ghe trống trải không người, chiếc xuồng con động đậy nhấp nhô theo sóng gợn lăn tăn. Nhân viên chiến đỉnh đã cẩn thận mặc áo giáp nón sắt, càng súng bên vai ngay từ phút đầu, nhiệm sở tác chiến. Đoàn tàu gần 20 chiếc như đang lừng lững tiến vào chỗ vườn không nhà trống, đã vượt qua cả cầu cái lẫn cầu con mà chẳng cần tốn một viên đạn. Hai bên bờ có vẻ im lìm lặng lẽ quá, không một ai qua lại chợ búa như mọi khi. Kể cả đám trẻ con cũng không chạy nhảy trong chơi quanh quẩn bên những căn nhà mái tranh vách đất. Trong thanh vắng hoang vu chỉ còn nghe tiếng máy tàu rì rầm tru ngủ lúc xa gần. Bỗng dưng ầm một tiếng nổ long trời lở đất, cột nước tóe lên dâng cao hơn nóc tàu và sức ép dường như muốn đẩy các chiến đỉnh đang lềnh bềnh dội ngược lại. Chiếc LCU to lớn dành dàng chở đầy quân trang quân dụng cho bộ binh bốc lửa từ từ chìm xuống dòng phù sa. Còn thấy một vài nhân viên sống sót nhanh nhẹn phóng mình xuống nước, trái mìn lớn quá, súng nhỏ súng lớn tức thời nổ râm ran tứ phía. Hai mặt phản công, mấy chiếc chạy trước quành lại, mấy chiếc sau trường tới bắn xả vào hai bên bờ.
đạn M16 súng cá nhân hòa trộn với tiếng Đại Liên 30, Đại Liên M60, đuôi xếch 12 ly 7 như một bản nhạc hùng viết toàn các nốt cao, lửa đạn tố vào mảng rừng tràm thưa như pháo bông, đạn M79 bùng bùng bùng, điểm thêm những nốt nhạc trầm, nhưng không bằng những quả đại bác 40 ly, cà nông bô phô đơn khạc ra đều đều từ mấy chiếc monitor. Những cây pháo đại đang bứng gốc các ổ du kích đặt công cố tử thủ hai bên bờ, vậy mà B40, B41 vẫn tiếp tục phóng ra chí chóe, có trái bắn trật tàu bay thẳng sang bờ bên kia, ầm, gậy ông đập lưng con, bọn này kể cũng gan lì thiệt. Liên tiếp mấy quả B40, B41 xối xả trực xạ vào chiếc Tango bên kia bờ phải, một trong những trái đó trúng ngay hầm máy bốc cháy đổ rực. Chiến đỉnh khựng lại bất khiển dụng chết máy tại chỗ, một nhân viên chiến đỉnh bị hất bổng lên không rơi tòm xuống nước chìm ngủm. Tàu trôi theo sức nước, ẹo qua ẹo lại như nhảy tango trùi tóc vô cột đóng đáy, nằm im không nhúc nhích. Nhân viên lái tàu nằm ngoéo một bên lồng cu không cục cửa, chẳng biết đã bị trúng đạn chết tại chỗ hay chỉ bất tỉnh nhân sự trong giây lát. Việt Cộng cũng ngưng bắn vào tàu, hầu như không muốn phí đạn vào một xác tàu ma. Nhưng bất thình lình, một cuộn khói đen xịt ra từ sau lái, xác tàu ma bỗng sống trở lại, đang lùi ra giữa dòng. Như vậy còn có một nhân viên sống sót trong hầm máy và đang đứng dưới sàn chồm lên quay lại tay lái. Một loạt AK-47 trả lời nhắm vào hình người đang ngoẻo trên lồng cu mà Việt Cộng đoan chắc là người điều khiển con tàu. Máu tươi bắn ra tung tóe khắp khung thành. Càng lấy làm lạ hơn là xuất phát từ phía trước mũi, những trái M79 bắn cầu vòng thay súng cối 81 ly lại bắt đầu nhả ra bung bung bung. Tức khắc một loạt B40, B41 đáp lời, con tàu lắc lư rung rung khựng khựng, mấy cái rồi tà tà ủi thẳng vào bờ. Biết nhân viên của mình tối thiểu cũng có hai đứa còn sống sót, tầng hét vang trong máy vô tuyến. 12, 12, đây 10 trả lời. 12, 12, đây 10 trả lời. Sau vài lần đầu kia vẫn giữ im lặng vô tuyến, Tần La phóng đại. 12, 12, anh rút ra, nghe rõ trả lời. 10 sẽ tới cứu anh, 10 sẽ bắn yểm trợ cho anh rút ra, nghe rõ trả lời. Chẳng nghe 12 trả lời trả vốn gì hết, có lẽ nhân viên vô tuyến bị thương hay bị chết rồi, nên Tần ra lệnh cho chiếc monitor của mình tiến tới, tập trung hỏa lực vào các ổ B40, B41 ven bờ. Trước khi bọn đặc công nhảy lên tàu, nhảy lên chiếc Tango dùng làm bàn đạp tấn công mấy chiếc khác, may thay Tần còn thấy rõ ràng từng trái lựu đạn ném tay được thảy ra sát bờ kinh từ phía sát mũi chiếc Tango. Ầm ầm, cây lá trạc trôi một bên lòi ra lỗ châu mai đang tô tổ nhả đạn về phía tàu. Tiếng chạm vào sắt thép vỏ thành tàu nghe keng keng chéo chéo. Một quả bô phô bắn thẳng vào lỗ châu mai, đùng, lửa đỏ ngập tràn phía bên trong, đụng khói đen bốc lên hình tay nắm. Tiếng súng nhỏ AK im bặt, tiếng B40, B41 im bặt, chỉ còn súng cối từ xa thỉnh thoảng bay tới, và trong giây lát tình hình có phần lắng dịu trở lại. Chiếc monitor của Tần từ từ cắm mũi cạnh chiếc Tango, chàng nhảy lên tàu, săn sóc nhân viên. Trời, xác thằng Hạnh, thằng Bang, thằng Vàng, thằng Mai tứ quý bê bết máu trên sàn, hầm máy trong tư thế thật là thảm thương, chân tay co quắp cong queo mà còn bị cháy xém một bên. Tần trưng trưng buông tiếng thở dài, nén xuống nỗi đau đớn khi vuốt mắt những thằng em thân tình, những đồng đội một thời từng sống vui sống khổ cùng nhau. Lần về phía trước, rất ngạc nhiên khi thấy thằng Tám, trung sĩ nhất Tám, máu me đầy người đang run run cầm quả lựu đạn đã trút chốt. Tần lên tiếng, Tám, mày bị thương rồi hả Tám? Chỗ nào mà máu me tùm lum tùm la vậy? Tám đóng chốt trái lựu đạn mừng rỡ. À, chỉ huy phó ơi, gắt quá ông thầy ơi! Cứ sợ Tám sẽ hận mình bỗng nhiên nhảy qua chiếc monitor sáng nay thay vì đi chiếc Tango của nó như thường lệ. Cũng tại nó bàn cái chuyện chim cú kêu hoài qua đêm. Nhưng không, trong tiếng kêu mệt mỏi đó còn có những thân thương dành cho Tần như mọi ngày. Nhưng lạ quá tại sao hộp cấp cứu cá nhân lại đổ tung tóe dưới sàn tàu. Vải băng lại quấn đầy mình Tám. Tần hỏi, ai băng bó cho mày vậy? Tám ung dung trả lời trong khi Tần cầm tay đỡ đứng dậy. Tôi băng có mình ơn, chỉ huy phó, tôi xịt luôn chai thuốc đỏ, trùng chỗ nào hay chỗ đó. Vỡ lẽ Tần cười. Như vậy chắc mày bị miễn B40 thôi, có đau chỗ nào không? Thấy gác gác trước ngực đây chỉ huy phó. Tần ôm Tám. Giỏi, tao gắn lon thượng sĩ tại mặt trận cho mày.
chiếc giúp bô mệnh danh là tàu phóng thủy hỏa, tàu xịt lửa xịt nước đã vào vị trí. Mục tiêu là cánh rừng tràm, nước ven bờ trước mặt, cạnh mấy bụi tre gai thật lớn. Mấy chục thùng xăng đặc đã khui ra trộn với xăng lỏng và máy bơm xăng bắt đầu chạy. Vòi lửa xịt ra hàng trăm thước, đốt rừng, đốt hết cho lòi ra mặt chuột Việt Cộng. Lá tràm dễ bắt lửa, thân tràm đầy nhựa bùng lên từng hồi lan nhanh ra trong chớp mắt. Chẳng bao lâu đám cháy đã lớn hàng cây số vuông, biển lửa khói đen bốc lên ngọc cả vòm trời. Lần hồi lòi ra cả căn cứ địa cố địch nằm trong phía sau. Mèn ơi, căn cứ hỏa lực Rạng Đông nằm đây mà nắm nay chẳng ai hay biết. Thành lũy bề thế chắc chắn tưởng không thua gì các căn cứ Trạc Ly Delta của mình. Tiếng máy liên lạc phối hợp giữa bộ binh không quân và hải quân còn nghe rõ mồn một trên máy PRC-25 của các chiến đỉnh. Chẳng bao lâu, các chiến đấu cơ đủ loại F-5A-37 Sky Raider có mặt trên không phận ven kinh trèm trèm, bom thả trong sâu, rồi sâu nữa, giữa cánh rừng tràm mênh mông. Âm âm, nơi này, phía kia, những đốm lửa hồng tươi, những cuộn khói bốc lên cao như diều lên gió, nhằm chặn đường trút lui chém về cổ địch. Lại thấy đạn phòng không tố lên như pháo Tết, từng đợt lấy lệ rồi cũng tắt ngủm. Xong, kể từ nay, những khẩu 122 ly, 130 ly sẽ không còn cơ hội hoạt động sử dụng nữa. Nếu không tháo gỡ mang đi thì cũng bị hủy diệt hay tịch thu. Các quận lỵ quanh vùng như Kiên An, Kiên Hưng, Thới Bình không còn xảy ra những cảnh hải hùng vì pháo kích mỗi chiều về hay mỗi đêm khuya. Tiếp đến trực thăng ào ào đổ tới, tiếng đạn dây hùm 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 như cọp rống nghe thiệt đã. Trực thăng vẫn đổ quân, cả tiểu đoàn luôn thuộc trung đoàn 32, sư đoàn 21, sẽ làm thịt bọn pháo cộng cho sạch cỏ phen này. Khỏi cần dọn bãi, bảo vệ bãi, vì chứ trực thăng đổ quân thì dễ dàng thôi, cứ nhắm những lỗ trống do bom nặng cân tạo thành mà từ từ hạ thấp, và là xà mặt đất, không cần phải đáp. Vì chứ nhảy trực thăng thì hầu như lính bộ binh cũng đã được huấn luyện nhần nhuyễn rồi. Lo thu dọn chiến trường thôi, xác của các đoàn viên thủy thủ đã hy sinh đền ở nước cùng những thương binh nặng cũng như nhẹ, đã được lần lượt cấp tốc chuyển sang chiếc Alpha, loại tàu nhỏ tương đối có vận tốc nhanh để đưa về căn cứ Xẻo Rô, bộ chỉ huy chấm 1. Nghĩ đến cảnh trên la trong bệnh xá vì mẫu sẽ cấp thời thiếu phương tiện dụng cụ, cũng như một vài ngày sau tiếng khóc than của người thân đến nhận xác chồng xác con sao mà thảm não. Hoàn tất nhiệm vụ giao phó xong xuôi đâu đó tám mò đến bên tầng giọng buồn buồn. Rồi à, sao chỉ huy phó, mình ăn ngủ đóng đô tại đây cho tới khi có lệnh mới hả? Đang theo dõi đám lính của mình đang nhảy lên thanh toán mấy thằng đặc công bắn B-40 còn sót lại, tầng chẳng cần quay nhìn gương mặt bí sĩ của tám bân quơ trả lời. Mình nằm đây án ngữ coi bộ binh đến giặc, mấy thằng vệ ma cùng đường ngu ngốc có chạy về phía này thì mình tóm cổ nó luôn. Tám lo bổn phận. Vậy thôi, để thằng em lục lọi coi có gì ăn được thì mình ăn dằn bụng, chỉ huy phó. Đã chưa chờ rồi. Cởi nón sắt máng lên càng súng bô pho, tầng môi gói thuốc khua trong túi rút ra một điếu châm lửa hút, kéo một hơi dài nhả khói như khói tàu. Kiểm điểm lại ngoài chiếc LCU của quân vẫn chìm tại chỗ. Giang đoàn 70 thủy bộ 2 chiếc chìm, giang đoàn 71 thủy bộ 1 chiếc chìm, 1 chiếc cháy, được coi như là những tổn thất nhỏ cho một chiến thắng lớn, rồi sẽ có công việc làm cho các tàu trục vớt với các toán người nhái, dưới sự hậu tống yểm trợ của các giang đoàn 42-43 ngăn chặn. Xa hơn nữa những ngày sắp tới thì sẽ ra sau đây, tần bân khuân nghĩ ngợi lại tiến chiếm các căn cứ hỏa lực Hòa Bình, Biện Nhị, liệu bà chúa chè có còn độ cho chàng như lần này không? Mà 6 tháng hơn đã trôi qua rồi, sau lời tiên tri của bà chưa chịu linh ứng, chàng vẫn tu thân làm lành lánh dữ kia mà, chẳng lẽ bắt chàng mỏi gối chồng chân nơi đây mãi? Bất chợt tần nhớ thương hình bóng của bé Tư quá đỗi, người đã đem đến cho chàng một ước mơ vô vọng nhưng thêm vào đó một niềm tin để cuộc sống hưng phấy thăng trầm trong thời buổi chiến tranh này có ý nghĩa. Đẹp đẽ, hiền lành, thùy mỹ, duyên dáng. Có phải bé Tư chính là hiện thân của nàng công chúa chè thời Gia Long tổ quốc? Có lẽ nàng không cho chàng gặp lại để chàng còn bình thản lúc ra đi, vì gặp lại biết đâu nặng nợ mà chàng phải chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Thôi thì cứ hãy để chàng ra đi, nhưng lòng vẫn nhớ, như những vần thơ nhẫn nhơ xuất hiện trong đầu. Chàng xé giấy, thuốc, viết vội.
phù sa trèm trèm đôi bờ, ra đi có kẻ đợi chờ dáng ai. Hương tràm khác hẳn hương lại, đường trường xa vẫn miệt mài vó câu. Phù sa trèm trèm về đâu, ra đi có kẻ nhớ màu mắt trong. Tàu lui đời vẫn xuôi dòng, mấy ai hiểu được cõi lòng ly tan. Phù sa trèm trèm đôi đàn, người đi kẻ ở muôn vàng đắng cay. Trèm trèm nước chảy chẳng hai, ai về xứ Mỹ nhớ hoài người thương. Tiếng súng bộ binh đánh giặc vẫn ì đùng từ xa vọng lại trong khu rừng tràm ngút ngàn hoang vắng. Ê Thắng, mày đâu có ngờ rằng trên đời này có nhiều chuyện khó tin nhưng mà có thật hả? Chính tao, tao còn sững sờ chân hững thì nói gì đến mày? Vì sao trận Thư Hồng với Việt Cộng đó trời bất dung gian đảng, tao được đổi về Sài Gòn học khóa tham mưu trung cấp đó mày? Cầm công điện độc mà tay tao bắt trung. Y gia nói mày đừng cười, lúc động trận say mùi thuốc súng mình làm gan theo phản xạ tự nhiên giành quyền sống. Đứng sổng lưng chỉ huy đạn có con mắt nó tránh mình, chứ thật ra thằng nào mà không sợ chết. Phật còn nói, không riêng gì con người, con nào ngo ngoe được điều sợ chết, kể cả những con vi trùng mà mày. Thì ra bà chúa chè đã độ tao và đã tiên tri số phận tao rất đúng mày ơi. Ông chỉ huy trưởng, tao còn muốn dụ dỗ anh ở lại đây đi, tôi đề nghị anh lên nắm chỉ huy trưởng. Thôi, tao xin bái bai. Mà rốt cuộc rồi tao không được gặp con bé Tư lần cuối mới là khổ đời đó chứ. Ôi, một lần chạm mặt nhau mà một đời tiếc nuối thương đau. Y da, mày đừng nói chuyện, tao thương nhớ bé Tư là xạo ngang thắng. Tao rành mày quá, và biết rõ là mày đang nghĩ gì. He he he. Thật đó mày ơi. Thắng nè, mày thấy tao viết được không mày? Bài này gửi về báo Lướt Sóng thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân của mình là ban biên tập chọn đăng liền đó mày. Mèo khen mèo dài đuôi một chút nghe. Thôi, cuối thư chúc mày gặp nhiều điều may mắn, vạn sự như ý. Hẹn gặp lại mày một ngày rất gần. Bạn mày, Tần. Tác giả Nguyễn Tấn Hưng. Xin cảm ơn các bạn.